vị, giờ mình chúng ta cùng đến với nhảy trực tiếp tại sân bóng đá Gia Vũ để theo dõi trận cầu của cầu thủ FC Cầu Hai và các cầu thủ Nam Đồng. Trận cầu này thì cầu hai sẽ ra sân với cục đó là sắc trắng xanh và một này họ dường như sẽ giữ thành ở bên phía cánh phải. Trong khi đó thì FC Nam Đồng sẽ là sắc sạch và cánh trái sẽ là cánh chân giữ trong hiệp thi đấu nhất này. Tiếng còi của trọng tài cũng đã cất lên và hiệp một của hai đội bóng cũng vừa chính thức bắt đầu. Con đường tìm kiếm đường từ phía khung thành của các thủ FC Nam Đồng. Khoảng trống là quá lớn nhưng hơi chần chừ. Sân cay của các thủ áo trắng cần phải có những tình huống xử lý dứt khoát. Một phòng thủ cực kỳ rõ ràng và đối phương đã dành tầm hình, họ phải cẩn trọng với những cú phản công nhanh của đối phương. Nếu như để vượt qua sẽ là một cơ hội rõ ràng cho FC Cầu Hai. Thì một cầu thủ áo xanh đã gặp sự cố. Cho tình huống đá phạt này. Cầu thủ áo số 7 có lối chơi khá khó chịu, William. Một tình huống dứt điểm rằng bóng chưa qua một đường chân trong khung thành của cầu thủ FC Cầu Hai và đi vào lưới. Tại cùng xem lại pha quay chậm để xem rằng liệu rằng có cầu thủ nào đồng đội nào ở trên dưới đã có tình huống can thiệp hay chăng. Như vậy là một tình huống dứt điểm rằng bàn thắng dành cho Sinema. Cuối cùng sau quá nhiều những nỗ lực thì bàn thắng cũng đã đến cho trận cầu Sinema, một trong những cầu thủ chiều sáng nhất cho hệ thống tấn công của Nam Đông FC. Lúc này đã làm đến chuyện, cần phải có sự chắc chắn. Lợi dụng thêm một sai lầm của đối phương nữa. Hai bàn thắng đến liên tiếp dành cho Nam Đông FC. Và lần này Dũng Skill là người đã tận dụng được sai lầm của thủ thành Phương Đức Y. Một sai lầm chết người và đã bị đá phải trả giá bằng một bàn thua. Chủ động bắt bài hay, đường chuyền nguy hiểm. Khá may là thủ thành bên phía KMC Nam Đồng vẫn có thể vây người. Phản xạ khá hay của thủ thành bên số 1. Như vậy là đã có bàn thắng dành cho cầu thủ FC Cầu Hai, tỷ số đã được rút ngắn. Và về nhiều người đang chặt đó là cầu thủ số 6 Tiền Nguyễn. Thắng bất ngờ từ một tình huống đá phạt góc và họ đã có thể thành công. Sau đó là một tình huống giao bóng này và có vẻ như lại tiếp tục có bàn thắng nữa, những bàn thắng đến liên tiếp. Và chúng ta cùng phải theo dõi lại pha bóng này. Tỷ số được nâng lên thành 3-1. Và trận quá căng. Bóng có điểm rất. Anh Vũ đá bốt quý âm. Tình huống đột phá. Nhưng và đang trận lại đưa bóng đi ra ngoài của số 7. Đây là một tình huống phát bóng lên dành cho thủ thành của Nam Đông FC. Một tình huống tấn công là cái trái khá. Ramon, anh Vũ, liệu có bóng tiến hay? Anh Vũ là người đã giúp cho cầu thủ FC Cầu Hai tiếp tục một khoảng cách trước đối phương. Một tình huống bật trả khá giữa Ramon và anh Vũ. Đường chuyền của Ramos và anh Vũ đã cực kỳ tỉnh táo để thực hiện một đường chuyền vào tuyến trong. Số 7 đã được chừa sẵn và cực kỳ chống chạy. Dường như lại thông thủ bên phía FC Nam Đồng đã bỏ quên đi sự xuất hiện của Ramos. Bàn thắng đến ở trong một trong những thời điểm cực kỳ quan trọng khi mà thời gian của hiệp thi đấu nhất này không còn quá nhiều. Sân sở của Yên khá lộn xộn. Nguy hiểm và làm bàn nữa của cầu thủ
AC Nam Đồng. Kịch bản vẫn chưa thể thay đổi khi mà trở lại ở trong những thi đấu này. Các thủ thành vẫn là người có được bàn thắng. Một tình huống áp sát với pha bóng lộn xộn, Trung Lê đã để mất bóng cách quá đáng tiếc và Văn Kiên cuối cùng anh đã có được bàn thắng cho mình và giúp cho tầm quan trọng của cầu thủ này. Vẫn còn Rabot, vẫn là Rabot nguy hiểm, bóng đi trúng xa gạn, vẫn chưa thể thành công dành cho số 7. Đang trên đường đi tìm kiếm. Không có quá nhiều những sự vội vàng trong lối chơi của cao thủ FC Nam Đông. Quý ông Phúc Thành đã trông một trận tài xây bóng đã chạm tay với pha tốc xuống vừa rồi. Bàn thắng không được công nhận. Rồi từ kỹ thuật Văn Kiên mời với trận trừ sinh viên mạng Robot. Bởi vì xảy ra khoảng trọng đá xuất hiện nguy hiểm, một đàn trần treo góc để giúp cho cao thủ AC cầu hay tiếp tục thúc đẩy cuộc cách trước đối phương. Và lần này thì đã thành công đánh cho số 7 và xoay sở khá kéo, vượt qua được một cầu thủ bên phía Nam Đồng. Khoảng trống xuất hiện và tình huống là chân trái cực kỳ khó chịu. Bóng đã đi với góc và giành biệt. Hợp lý, quyết định đột phá, nguy hiểm. Không có một đồng đội nào thiếu trong có thể can thiệp với pha bóng vừa rồi. Khi mà thủ thành của FC Cầu Hai đã bị đánh bại, anh Vũ vội phản công, tình huống sửa bóng nữa. Hàm thắng đến liên tiếp để giúp cho FC Cầu Hai đưa trận cầu của mình trở lại trạng thái cân bằng. Quan trọng của anh Vũ và góc hướng bóng đi vẫn đang là ở cánh phải. Có tương đồng với và dứt điểm vừa rồi của và đi trong khá quyết liệt. Vẫn là ngồi lên bóng cho cầu thủ của Nam Đông. Nguy hiểm, đối mặt với thủ tay. Một lần nữa cầu thủ của FC Nam Đông lại đưa chân cầu của mình vươn lên trước đối phương. Không phải lần đầu tiên mà đã làm điều này. Một đường chuyền khá tốt để đồng đội thoát xuống. Dường như là hệ thống phòng ngự của cầu thủ FC Cầu Hai đã bị tê liệt ở trong pha bóng này. Đối mặt với Thu Thành và thực hiện tình huống ra trận. Sự xuất hiện ở trong thi đấu thứ hai. Tình huống ra trận. Sự xuất hiện ở trong thi đấu thứ hai. Tiếp tục là những bàn thắng đến nữa từ những pha giao bóng. Trước đó thì chúng tôi đang tạo tác làm chậm và các cầu thủ của FC Cầu Hai tiếp tục có bàn thắng. Và bàn thắng này chúng tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn ở phần highlight. Vẫn còn. Vậy trọng tài đã cho phép lợi thế trước đó. Trung Lê cần phải có sự chắc chắn. Tình huống đưa bóng về. Vô tình nó lại trở thành bàn thắng dành cho cầu thủ Nam Đồng FC. Tình huống áp sát và gây những sức ép. Dường như đó là một tình huống đưa bóng về hay chăng? Hơi khó với góc quay này, chúng ta hơi khó để có thể xác định là cầu thủ nào đã bắt chạm bóng cuối cùng. Nhưng sau tình huống chủ động, lợi thế tấn công dành cho cao thủ của FC Nam Đông. Nguy hiểm, những bàn thắng từ trên trời xuống dành cho cao thủ FC Nam Đông. Cuộc những tình huống sát thuộc cho hệ thống phòng ngự của FC Cầu Hai gặp những sai số. Tỷ số là 7-5, khoảng cách lại thiết lập là 2 bàn cho cao thủ FC Nam Đông. Trường Giang xử lý khéo của số 10
Và đến hai cầu thủ bên phía MC cầu 2. Đường chuyền vẫn còn. Và Trường Giang đã giúp cho cầu thủ MC Đồng Đàm có bàn thắng thứ 8. Và đó cũng là bàn thắng để ấn định trận cầu ngày hôm nay cho cầu thủ MC Đồng Đàm. Tỷ số chung cuộc là 8-5. Chúng ta cùng đang theo dõi lại pha bóng này của Trường Giang. Một pha bóng lấy bóng ở trong chân đối phương từ khu sân nhà. Và tình huống mang lên khá mạnh mẽ của số 10. Một trận cầu mà các thủ MC Đông Nam mỏ đã hoàn toàn chiến thắng khá thuyết phục trước đối phương. Và cầu vừa này đội bóng đã đến với trận cầu này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đến đây thì anh em mình kíp lại bóng đá và lời chào đặc biệt. Hẹn gặp lại tất cả quý vị các bạn ở trong những trận cầu tiếp theo.